chẳng đắm sắc thanh hương vị xúc, cho nên diệt trừ các sự hí luận, không có phiền não, nên xa lìa sự thù oán, xả bỏ niệm của nhị thừa, nên tâm rộng lớn, đủ trí nhất thiết, nên thưởng xuất ra nhiều thứ báu. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu tu hành như vậy, thì có thể mau thành tựu đạo đại Bồ Đề. Tôi thắng lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu hiện ra hình tướng nào để giáo hóa loài hữu tình? Phật bảo tối thắng, thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu hiện ra hình tướng không nhất định. Vì sao? Vì tùy theo sự ưa thích, Bồ Tát liền hiện ra hình tướng như vậy, hoặc hiện ra màu vàng ròng, hoặc hiện ra màu bạc, hoặc hiện ra màu pha lê, hoặc hiện ra màu lưu ly, hoặc hiện màu thạch tàng, trừ tàng, mã não, hoặc hiện màu trân châu, hoặc hiện màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc hiện màu ngọn lửa, mặt trời, mặt trăng, hoặc hiện màu đế thích, hoặc hiện màu phạm vương, hoặc hiện màu xương tuyết, hoặc hiện màu thư hoàng, khoáng chất, hoặc hiện màu châu đan, hoặc hiện màu mưa hoa, hoặc hiện màu hoa chiêm bắc ca, cây hoa sắc vàng ròng, hoặc hiện màu hoa tô mạt na, hoa màu vàng trắng, hoặc hiện màu hoa sen xanh, hoặc hiện màu hoa sen vàng, hoặc hiện màu hoa sen đỏ, hoặc hiện màu hoa sen trắng, hoặc hiện màu trời công đức, hoặc hiện màu con thiên nga, con công, hoặc hiện màu ngọc san hô, hoặc hiện màu châu như ý, hoặc hiện màu cõi hư không, tùy theo màu của trời, người đều hiện ra theo loại ấy. Thiền vương nên biết, đại Bồ Tát này đều có thể thị hiện tùy theo sắc màu, hình tướng sai khác của tất cả hữu tình trong hàng hà sa số thế giới khắp mười phương. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, có thể nhiếp hóa khắp tất cả hữu tình, cho đến chẳng dày bỏ tất cả hữu tình. Vì sao? Vì tâm hành của tất cả hữu tình khác nhau, thế nên Bồ Tát thị hiện nhiều thứ. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này ở đời quá khứ có nguyện lực lớn, tùy theo các hữu tình ưa thấy thọ hóa, liền thị hiện thân mà họ muốn thấy, như trong gương sáng vốn không có ảnh tượng, nhưng tùy theo thể chất tốt xấu đều hiện tất cả. Nhưng gương sáng này cũng không có phân biệt, cơ thể ta sáng sạch có thể hiện được cái sắc. Như vậy Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không có tâm phân biệt, tùy sự ưa muốn mà thị hiện, cũng chẳng phân biệt ta có thể hiện thân. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tùy theo thánh chúng ở trong chỗ ngồi tâm họ ưa thích, được thấy thân nào thuyết pháp thì Bồ Tát hiện ngay thân ấy vì họ thuyết pháp, nghĩa là hoặc thấy Phật, hoặc thấy Bồ Tát, hoặc thấy độc giác, hoặc thấy thanh văn, hoặc thấy phạm vương, hoặc thấy đế thích, hoặc thấy đại tự tại, hoặc thấy sắc